2 năm nữa là có quả rồi. Đây xin thưa quý bà con, đây là một số giống bưởi Tam Hồng mà trồng được bây giờ là đến Tết là được 1 năm. Tết năm nay thì sẽ được 1 năm. Giống bưởi Tam Hồng trồng ở trên Phú Thọ. Đây là giống của Hà Bưởi Ngon cung cấp. Cây ra phát triển rất là đẹp. Bỏ đây. Phân vào ủ rồi đẹp. Đây cây này. Đây tán của nó ra rất là đẹp. Đấy, cây này đến Tết mới được 1 năm. Tết mới được 1 năm. Tết năm ngoái đấy, Tết năm nay thì được 1 năm. Xin kính chào quý vị và bà con. Hiện tại Hà Bưởi Ngon đang có mặt ở trên Phú Thọ. Đây là một trang trại bưởi mà trước kia Hà Bưởi Ngon có bán giống cho. Và hôm nay thì Hà Bưởi Ngon đến ghép cho một số cây trước là giống bưởi Tam Hồng để sau 2 năm là có thể ăn quả. Ở đây thì trồng rất nhiều giống bưởi, cả giống bưởi mua của Hà Bưởi Ngon và một số đơn vị khác như bưởi Tân Nạc và bưởi Đoan Hùng Phú Thọ. Thì đây Hà Bưởi Ngon đang ghép một số sang bưởi Tam Hồng của Phúc Kiến, Trung Quốc. Để ghép như thế này thì chỉ cần 2 năm sau là bắt đầu những cây này bắt đầu cho trái. Ở đây thì trang trại này đã trồng của Hà Bưởi Ngon là 100 cây bưởi Tam Hồng từ năm trước, thì bây giờ cây còn nhỏ. Nhưng mà Hà Bưởi Ngon ghép ở đây cho vài cây, chọn là mô hình điểm. Đây là một đồi trồng bưởi rất là lớn, như bà con có thể nhìn thấy xung quanh. Đây là Hà Bưởi Ngon đã ghép xong một cây bưởi. Cây này Hà Bưởi Ngon chọn ghép 5 mắt theo 5 hướng khác nhau. Và sau này cây sẽ ra là tạo tán luôn từ bây giờ, là Hà Bưởi Ngon cắt tỉa cành là tạo tán luôn từ bây giờ. Và bà con để ý là Hà Bưởi Ngon ghép theo 5 hướng mắt ghép riêng, để khi mà mọc mắt ghép mọc là nó không rụng vào cây như thế này mà nó tỏa ra 5 hướng, 5 chiều. Thì bà con biết là đây là kỹ thuật này thì do là kinh nghiệm làm lâu năm và rút ra từ rất là nhiều những thời gian quá trình làm, chứ không phải như là ghép thì cũng có rất nhiều người ghép được cây, nhưng mà ghép thì phải tính được cái khoảng cách cây và những cái cành, cái hướng cây sau này phát triển ra mắt phát triển, để cho cây là không bị đan xen tán vào nhau, không bị giao tán mà nó sẽ tỏa ra các hướng thì nó đều, và cây khi mọc tròn tán như thế thì ánh sáng sẽ tỏa đều và ra trái sau này sẽ ngon đều. Xin cảm ơn quý vị bà con đã theo dõi. Hiện tại Hà Bưởi Ngon đang đứng tại Phú Thọ. Đây là một vườn họ đang bắt đầu bọc trái. Hà Bưởi Ngon quay cho biết bưởi họ rất là sai mà giấu quả trong thân. Hình thái quả thì rất là đẹp. Và có thể nhìn thấy là hình thái quả cực đẹp luôn. Đây. Đây họ cắt cỏ bằng máy. Đây là những chùm quả, chùm 3, chùm 4, nhưng mà quả rất là đều đẹp. Đấy. Rất là sai. Và con có thể nhìn thấy bưởi rất là sai luôn. Mã rất là đẹp. Đặc biệt giống này thì Hà Bưởi Ngon thấy là bộ lá phát triển rất là dày, xanh mướt. Đây. Quả rất là đẹp luôn. Đây. Rất đẹp và rất sai luôn. Bưởi Tam Hồng. Sở dĩ gọi là bưởi Tam Hồng vì giống bưởi này quả có 3 màu hồng, đó là vỏ màu hồng, cùi màu hồng và múi màu hồng. Màu hồng đỏ sậm, đỏ hơn rất nhiều lần so với bưởi da xanh của Việt Nam. Và nếu bà con ăn được thực sự những quả bưởi da xanh ngon và quả bưởi Tam Hồng ngon, bà con so sánh thì
Hà Bưởi Ngon đánh giá bưởi Tam Hồng vẫn có nhiều ưu điểm hơn so với bưởi da xanh. Vì bưởi Tam Hồng quả đồng đều, to, đẹp và rất là sai quả, cây khỏe. Và ưa khí hậu nóng ẩm, đặc biệt là khí hậu nóng như ở Việt Nam, càng nắng to thì chất lượng quả càng chín hồng và độ ngọt sẽ nhiều hơn độ chua. Bưởi Tam Hồng và bưởi da xanh đều rất rất chua bà con nhé. Cành Hà Bưởi Ngon khai thác để nhân giống về Việt Nam. Đây, những cành như thế này. Đây là bưởi Tam Hồng có xuất xứ ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Đây là giống bưởi quốc quả của Trung Quốc. Hiện tại Hà Bưởi Ngon đang quay video clip này tại Phúc Kiến, Trung Quốc, vùng bưởi lớn nhất. Đây là để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của cây giống Hà Bưởi Ngon sản xuất ra. Thì Hà Bưởi Ngon hôm nay làm video clip này, thứ nhất là cho bà con biết nguồn mắt ghép chính là giống bưởi Tam Hồng có xuất xứ ở Trung Quốc đây. Hà Bưởi Ngon ấy tại vườn, quay tại vườn đây. Và đây là cùi nó cũng phải màu hồng và vỏ nó cũng màu hồng. Để Hà Bưởi Ngon sẽ quay trực tiếp vào cây có quả cho bà con xem, cởi hết ra luôn. Đây là quả, nó sẽ có màu hồng như thế này. Như da Ngọc Trinh. Đây. Đẹp, như da em bé, hồng. Cây rất là sai, mặc dù kể cả cây nhỏ. Nhưng mà rất sai và giấu quả trong thân đây. Đấy. Đây. Bắt đầu lên màu hồng hết. Đây. Bà con lưu ý nhé, giống bưởi màu hồng, phải Tam Hồng phải vỏ màu hồng như này, cùi màu hồng và múi màu hồng đỏ, đỏ hơn rất nhiều lần so với bưởi da xanh của Việt Nam thì mới gọi là giống bưởi Tam Hồng chuẩn. Đây xin giới thiệu với quý vị bà con, đây mới gọi là quả bưởi Tam Hồng chuẩn giống.